ôm điện thoại này mấy ngày rồi mà nó không lên nữa, không biết nguyên nhân tại sao nữa, chán liền. Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay thì mình sẽ giải thích cho các bạn về cái vấn đề là các bạn ươm hạt giống mà nó chậm lên. Tại vì á, mình thấy có mấy bạn test hạt giống á, có loại hạt giống 5 ngày thì nó đã lên rồi, có loại hạt giống thì 7-8 bữa mà nó mới nứt mép thôi, nó rất là chậm lên. Và cái nguyên nhân tại sao thì đó là cái nội dung ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn ha, cũng như là mình sẽ trả lời câu hỏi cho những anh chị đã hỏi mình vào những cái video trước ha, tại vì không có thời gian mà để mà nhắn tin trả lời lại hết nha mọi người ha. Rồi thì ở đây thì mình nói về cái vấn đề mà ươm hạt giống mà nó chậm lên nè, thì cái vấn đề là nó nằm ở cái vấn đề là thời tiết và cái giá thể nha các bạn ha. Thì cái giá thể của mình á, mà trước khi mà ươm cái hạt giống bông dạng thọ của mình á, là nó sẽ không có bị mặn. Ví dụ như là cái tro đen đi, các bạn sử dụng để các bạn mà ươm hạt giống á, là cái tro đen này thì mình phải xử lý đi cái độ mặn của nó, nó sẽ không có làm ảnh hưởng tới cái hạt giống. Và nếu như là chúng ta sử dụng cái sơ dừa thì chúng ta cũng phải xử lý nước để cho nó không còn cái độ chát nữa, thì cái hạt giống của mình thì nó mới ok nha các bạn ha. Còn nếu như mà các bạn mà có tiền á, thì các bạn có thể là mua cái giá thể của FVM về các bạn ươm luôn, là người ta đã xử lý rất là kỹ rồi, mình chỉ việc là mình lấy về và mình ươm thôi. Thì đó là cái nguyên nhân cũng như là cái cách khắc phục mà mình chia sẻ cho các bạn luôn ha. Và ở đây thì mình sẽ không có bán là cái giá thể ha, tại vì có nhiều anh chị hỏi mình họ có bán giá thể và hạt giống hay không, là mình không có nha mọi người ha. Thì đó là cái phần nội dung mình muốn truyền tải cho mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình trả lời một số câu hỏi cho những anh chị đã bình luận trong kênh của mình ha. Thì một bạn tên là Nguyễn 6806 nè, bạn này bạn hỏi mình á là mua chậu mà trồng khoảng đâu là từ 8 đến 10 cây á, thì sử dụng chậu nào. Thì ở đây thì bạn có thể chỉ sử dụng là chậu T58 nha. Rồi một bạn tên là Thấm Lê, bạn hỏi mình á là mã là 104 của FVM thì trồng có ok hay không. Thì là ok nha bạn ha, cái mã của FVM lúc nào nó cũng chất lượng á, tại vì FVM với rồng vàng hồi xưa giờ là ok rồi đó. Thì đó là vậy. Rồi bạn Minh Khôi nè, mua vạn thọ Tết khi nào mua được? Thì bạn mua miễn sao mà là nó còn hạn á, thông thường cái thời hạn của nó là khoảng đâu là 1 năm ha, thì tầm đó. Nhưng mà thực chất khi mà mình bảo quản thì tầm khoảng đâu là 3 tháng thôi là mình có thể là mình sử dụng hết nha. Nếu như bạn để tới năm sau, cái tỷ lệ nó nảy mầm nó lên nó không cao, nó tầm đâu khoảng đâu 50% thôi nha. Rồi bạn Lê Minh Cường hỏi mình một cơ thì gieo ngày nào. Bạn mình ở Tây Ninh, thì nếu như bạn ở Tây Ninh á, là cái khu vực là miền Đông, thời tiết nó cũng ấm áp nha các bạn ha, thì bạn có thể là gieo vào bữa là 25 tháng 10 âm lịch nha. Rồi thì một bạn tên là Trần Kỳ Anh, bạn này hỏi mình á, một gói Alias thì mình tưới được bao nhiêu chậu. Thì ở đây thì mọi người cứ phân ra nửa gói Alias là mình pha được cho nó là bình 16 lít nước để mình phun trừ cái lở củ rễ cũng như là mình tưới giá thể á. Thì một cái bình là 16 lít nước như vậy là chúng ta có thể là phun được khoảng đâu là 80 chậu ha. Thì một gói là khoảng đâu là 160 nha bạn ha. Chia sẻ cho mọi người như vậy. Rồi tiếp tục là bạn là Trương Liên hỏi mình xin địa chỉ thuốc trừ sâu dễ bùa. Thì ở đây cái sâu dễ bùa thì mình cái cử đầu tiên thì mình sẽ là sử dụng thằng Niuga hoặc là thằng Triga nha mọi người ha. Mình trong những buổi livestream thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều về cái vấn đề này rồi. Nhưng mà mình xịt cái lần thứ hai á, thì nó sẽ bị kháng thuốc. Do đó thì mình sẽ cộng với thằng Radian nha mọi người ha. Thì nó sẽ không có bị kháng nữa, nó sẽ hết hoàn toàn luôn. Rồi một bạn gì hỏi mình về cẩm chướng nè. Thì ở đây thì cẩm chướng thì mình không có rành ha. Mình xin phép mình bỏ qua câu hỏi của bạn Thái Bình Việt Theo nha. Rồi bạn Dân Võ nè, anh ơi cho em hỏi trộn giá thể với phân bò và phân gà nhiều có sao hay không? Thì ở đây thì nếu như là phân bò và phân gà của mình nó đã cũ rồi á thì nó sẽ không sao nha. Còn nếu như mới thì nó sẽ nóng nha các bạn ha, nó ảnh hưởng bộ rễ của mình. Rồi tiếp tục là bạn Toàn Minh 109 hỏi nè, Trico Đạt Ma mình pha với nước ẩm và ủ khoảng 5 đến 7 ngày, mình lấy trồng dạng thọ 15 ngày tuổi có được hay không? Thì đối với cái Trico Đạt Ma của mình á các bạn, thì cái công thức hồi xưa giờ là những anh chị YouTube khác cũng chia sẻ hoặc những anh chị nhà vườn là phải ủ ít nhất là 30 ngày nó. Thì bây giờ trong cái trường hợp thời điểm này thì bạn sẽ không có kịp nha, bạn sẽ sử dụng thằng Rirumin hoặc là thằng Alias để bạn tưới cho cái giá thể của mình nha bạn Tồn Minh ha. Thì đó là cái lời chia sẻ để cho bạn tham khảo thôi, thực chất thì bạn có thể là xem nhiều kênh khác để mà bạn có thể áp dụng ha. Rồi bạn Giáp Dương hỏi nè, dạng thọ Mỹ F1 của Trang Nông, Trang Nông trồng Tết có ổn hay không? Thì theo mình á, những cái giống mà nó thương hiệu như là FVM nè, rồng vàng nè, đó thì con ó nè, hoàng gia nè, thì những cái thương hiệu đó thì xưa giờ thì nó rất là ok rồi. Còn cái dạng họ Mỹ F1 mà Trang Nông gì đó, nông trại xanh gì đó,
Thì ở đây thì mình chưa có chồng nên mình không có cho bạn được ý kiến nha. Mà thông thường thì chắc mình nghĩ nó cũng ok thôi. Rồi bạn Quỳnh Như là 1328 mà bạn này mà hỏi mình nè. À, bạn ơi, cao lỡ B12 ươm ngày nào? Nếu mà những dòng cao lỡ thì bạn có thể bạn gieo bữa 24 tháng 10 âm lịch nha. Rồi một bạn tên gì nè không biết, nhưng mà bạn hỏi mình á là cái xác cà phê của mình á, mình làm giá thể cho bông dạng thọ có được hay không? Là ở đây mình chia sẻ là không nha. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới bộ rễ của mình á. Rồi bạn ơi, cho mình hỏi cao lỡ B1 ươm ngày nào? Đối với B1 á thì bạn có thể là gieo bữa là 24 hoặc là tới 27 vẫn được nha. Nói chung là ăn thua vào cách bấm ngọn của mình thôi. Rồi một bạn tên là gì nữa nè, mình đi một cơ gieo ngày nào bấm ngọn ngày nào? Gieo một cơ thì bạn có thể là gieo bữa là 24 tháng 10 ha, và bấm ngọn vào bữa 28 tháng 11 ha, thì lúc đó là cây của bạn nó đã được là 6 cặp lá rồi đó. Rồi tiếp tục là một bạn tên là Nguyễn Gia Huy, bạn thọ em đi hai cơ bấm bông hay bấm ngọn? Cái bấm bông hay bấm ngọn này mình chia sẻ cho bạn nè. Bạn đi hai cơ là bạn gieo bữa 19 tháng 10 âm lịch, và bạn bấm ngọn cây 1 thì nó sẽ rơi vào bữa là 22 tháng 11 ha, và bấm cây 2 sẽ rơi vào bữa mùng 2 tháng 12 âm lịch. Nhưng mà ở lần bấm lần 2 thì mình sẽ bấm đi những cái đọt của nó nha, cái tim ngọn của nó. Còn cái lần 1 thì mình sẽ lặt bỏ luôn một cái cặp lá. Còn mình lãi bông là khi mà mình thấy những cái bông nào mà nó nở sớm quá thì mình sẽ lãi bông, chứ không phải là mình bấm bông nha bạn ha. Nó thì chia sẻ cho bạn vậy. Còn cái trường hợp mà mình bấm nụ bỏ là cái đó là dạng thọ ban mai, thì đó là mình nói chi tiết cho bạn về cái vấn đề này luôn. Rồi một bạn tên là Minh Ngọc nè, bạn ơi cho mình hỏi nên đi mấy cơ là đẹp nhất? Thì đối với mà những bạn mà thích bông to thì bạn đi là một cơ ha, còn các bạn nào muốn tàn nhiều mà bông nó tương đối thì là các bạn đi hai cơ, như là như vậy nha các bạn ha. Rồi bạn Minh Thanh Tà nè, B2 giỏ 11 thì trồng được mấy cây? Được 4 cây nha bạn ha. Rồi một bạn Hoàng Phúc Vlog hỏi mình kênh nào nữa. Thì ở đây thì mình có rất là nhiều kênh, nhưng mà kênh làm vườn thì sẽ có là hai kênh. Một kênh là Quỳnh Thúy Tinh Vlog và một kênh là Vườn Nhà Tôi Vlog nha. Rồi một bạn tên là Hải Anh Channel gì nè, bạn thọ mình trồng đèn đường có ảnh hưởng gì không? Thì đối với cái đèn đường á, khi mà nó chiếu vào cái nụ hoa của mình mà cái giai đoạn là bữa 13 tháng 12 âm lịch cho đến khoảng đâu là 16 á, thì nó sẽ là có một số giống là nó sẽ bị điếc ha. Thì do đó thì mình nên lấy cái lưới lan á, mọi người che lại ha. Rồi qua cái lối là khoảng đâu là 18 tháng 12 á, thì các bạn có thể là bạn tháo ra, tại vì cái thời gian này thì là nó đã là xé kén rồi. Rồi tiếp tục là mình trả lời cho một bạn ha, dạng thọ B1 rồ, ba cây trọng C9 có được hay không? Là không được nha bạn ha. C9 thì chỉ thông thường là chỉ là một cây thôi, dữ lắm là hai cây nha bạn ha. Còn C10 trở lên thì là ba cây đó, thì bạn nên mua chậu to to một chút xíu nha, chứ chậu nhỏ quá mình trồng nó cũng không có đẹp đâu. Rồi một bạn tên là Lê Duy Phúc hỏi mình, anh bông dạng thọ bữa mùng 10 tháng 10 âm lịch là mầm mầm phải không? Là cái bữa mà mùng 10 tháng 10 âm lịch đó các bạn, là bạn nếu mà như là bạn ở ngoài xứ lạnh á thì bạn sẽ đi hai cơ, bạn gieo vào cái bữa đó nha bạn ha. Tại vì cái thời gian mà nó gieo tới bữa 25 tháng 10 lận ở trong miền Nam á, còn ngoài miền Bắc thì trời lạnh thì cây nó mình nó chậm phát triển hơn. Với lại cái độ nảy mầm thì nó rất là lâu so với cái miền Nam của mình. Miền Nam của mình ươm khoảng đâu là 3 đến 4 bữa là nó đã nảy mầm rồi, còn ngoài miền Bắc thì khoảng đâu là 6 đến 7 bữa nha. Rồi một bạn tên là Phạm Tuyền Nhi hỏi mình là, em ở Ninh Thuận thấy dạo này hơi lạnh nên em đi hai cơ thì gieo ngày nào? Đó, Ninh Thuận đúng không? Ninh Thuận bạn gieo bữa 13 14 tháng 10 âm lịch nha, đi hai cơ. Rồi thì hôm nay thì mình trả lời cho các bạn một số câu hỏi như vậy thôi nha. Các bạn có câu hỏi gì nữa thì các bạn cứ bình luận thì mình sẽ cố gắng mình trả lời hết trong những video sau nha.